Được đuôi đó mọi người. Đấy. Mọi người thấy mọi người. Nó lột đuôi đó nha. Rồi nè. Rút ra. Đó, nằm nha. Đuôi xanh lè kìa. Để tao đắp cái đuôi nó kìa. Chạy cái đuôi kìa. Chạy rồi, chạy rồi. Đó lên đó đó. Cho chạy đi chứ đừng. Lột đuôi đó mọi người. Đến chết nha mọi người. Là tôi sắp bên tôi luôn, lột tay vô mọi người. Phải kỹ mới được đụng. Đi rồi. Nấp ở dưới trong cái lá đó chú ơi. Ủa vậy mà cái cây nãy em cái cây chọt này nó nằm như cái đó mà. Biết đâu cũng nè. Nãy giờ tao đâu có lấy nữa thằng biết. Được ra. Thấy ghê mọi người. Anh là nó quay đầu vô á. Nấp ở dưới á. Nấp nhiều á. Mất mẹ đi, mất một cái cây cây kéo rồi. Cây kéo ra rồi. Chuột còn nguyên này. Không có mọi người ơi. Chỉ cố gắng lục phơi lặn lặn. Thảm đi cũng bị đập con ra đập con mọi người. Ghê không? Thấy ghê không mọi người? Trời, nó mới chạy nghe. Chuyện này chuyện hình bình thường thôi nha mọi người. Nếu mà mình gặp nó thì mình không sao, mình sợ là sợ nó nấp mọi người. Nó là chuyên gia, nó nằm một chỗ rồi. Nằm nó đợi hơn mọi người. Hồi bữa tụi mình, tôi cũng gặp con nằm ở ngoài vậy đó. Ở bên nít trước mà nít trước nó không có quay. Rồi, đi. Chậm mặt lần thứ hai, tim gan muốn gớt ra ngoài. Rồi đây cây tiếp theo mọi người coi cái này cảnh tượng nghe mày vô mày quay đi tao gọi cho quay gõ luôn rồi mọi người ơi. Thôi mọi người nhức mắt không chưa rồi đục khủng đục đuôi đỏ nghe mọi người à, mùa mưa này nói mùa mưa đây là nãy giờ con này con thứ hai nha mọi người con đầu tiên nhỏ xíu nữa quá trời nhiều trời bánh thì mọi người ơi. Này vô bánh rồi mọi người ơi. Đi đó nè, thấy không? Này vô khúc nó là đêm cu mọi người. Sao cái thế này là cái thế nó chuẩn bị tấn công nè mọi người. Thấy không? Cái đầu nó cho nó vuông 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 tam giác, đầu giống như tầng đầu tam giác vậy. Phải số gắn đọc là đầu tam giác thôi mọi người. Mọi người quá bự rồi, cũng quá bự rồi. Rồi thấy cái đuôi nó cái đuôi không? Đuôi nó qua qua nè, vuông vuông đuôi nè. Rồi chuẩn bị tấn công mọi người. Đuôi đi. Mọi người ơi. Cái răng nanh đó nè. Rồi đó rồi. À tiếp tới tới tỉnh tỉnh tỉnh. Tỉnh nè, tỉnh nè. Rồi răng nanh nó gồng lên nè, răng nanh nó gồng lên kìa. Răng nanh nó gồng lên. Cái răng chà bá mọi người. Rồi răng nanh. Ừ. Đó, răng giờ sọc nè. Nghe mọi người. Ok mọi người, dây kéo kéo đuôi lên mọi người coi. Mọi người cẩn thận nha. Anh em tới mùa mưa này xuống đi gặp cẩn thận nha anh em. Bây giờ tại là 3 mới có 3 giờ anh em. Mới có 3 giờ thôi mà trời mới tối, mưa xuống mới tối. Dưới chết đè đầu đi. Tụi bé này không có gì là nghi lắm nè. Đâu rồi? Chết chưa mày? Chưa tỉnh nha mày. Kéo ra đây đủ mới sắn đầu rút rút đập ra luôn đi. Không gài nữa hả? Gài ra chỗ khác. Né đi. Để đâu đây nè. Lấy cái gập luôn. Để, bỏ bỏ trong đó đi. Kêu rồi còn gì nữa. Sắn đầu luôn, ghim đầu luôn. Phá banh đầu đi. Kéo đầu. Để tao. Mình lấy cái gặp đi. Để tao giết cái cho mọi người. Tôi là giết con này giúp anh em lắm nha. Con này sinh sản lắm nha mọi người.
sinh sản một cách nấu chóng mặt luôn á. Chết mẹ, sao mày đi thăm lẹ đi nè. Một xuống luôn rồi. Chạy lại chỗ này hay đi chỗ khác? Lấy ra luôn đi. Cái này không hơn, cái này không. Có cái này là không khoái rồi. Đúng rồi. Dạ, dạ. Chết rồi. Làm cái này à? Không biết nào mà sống nó hết vậy. Đây. Chết rồi mọi người ơi. Không được rồi. Cố gắng rồi mọi người ơi. Nãy giờ gắn lục, giờ gắn hũ hành đồ bậy nữa. Mới chầm mặt gắn lục, giờ gắn hũ hành nha mọi người. Rồi xui xui đi. Tắt đèn đi hết hết đi. Rồi lấy cái gì đi. Tôi để trong ba lô nè. Anh em tôi là đang đi thăm trời mưa luôn mọi người. Mới chầm mực một xong rồi có em hũ hành nè. Luôn không? Luôn. Rồi. Kéo có đem chuột heo rồi. Mình lắc nó đi. Ờ mình đi vào bánh lắc, cái lắc cái video, lấy cái vỏ heo mới được. Rồi, đem bịt lúa đi. Rồi chạy 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 lấy vỏ luôn đi. Rồi rồi đi. Rồi. Em gắn hô hành đầu tiên nha mọi người. Trời cũng đang mưa nha mọi người. Rồi mưa lắc gắt, tôi là ướt dẹp hết trơn rồi. Mới có bây giờ đây tới 3 giờ mọi người ơi. 3 giờ mọi người chờ đã tối rồi. Ok, giờ tôi bắt nó ra. Tiếp tục đi thăm mấy cái tiếp theo tới quay cho mọi người coi nha. Dính một em nữa mọi người ơi. Bị kẹt đầu rồi. Đầu rồi, chết rồi ơi. Hàng khủng quá. Hàng khủng đó. Cắt ra đi. Cắt bỏ luôn sao vậy nè. Đục máu còn đỏ tức cơ nhiên là nó mới chết. Thịt còn tươi tươi nè. Thịt còn tươi gốc. Dục đi. Rồi đi vô. Ê đặt lại đi thăm cái khác. Uống quá, nó được hai em rồi. À, chuột còn sống nhanh đúng mày ơi. Nó thổng hao chuột. Rồi thấy ra đi. Còn chuột đi nguyên đúng. Uống quá. Rồi bắt ra lại tiếp đi thăm cái tiếp theo bạn ơi. Cũng quá ổn mưa này, hổ hành con chạy quá trời chạy nữa. Bữa mới kẹt đầu nữa nè, tình trạng này gặp hoài luôn. Kẹt đầu này đếm hơi thăm tiếp theo luôn á. Cái này là cái chỗ sữa gặp mình nông cây nè. Nó lỗ bự rồi. Nè. Con nữa bạn, kẹt đầu nữa nè. Này đếm hơi thăm cái là chết nữa nha bạn. Chọt đi. Rồi để ra. Có mồi nhậu rồi bạn ơi. Chiều mưa chiều nay có mồi nhậu rồi. Tính là chiều nay là tôi đủ hầm cắn. Mà giờ này là có gắn hầm tôi đủ rồi. Chọc mẹ đi, chiều nay có mồi thịt mày hả? Cái này gạt đầu bán vùng gì nữa. Để tao sấy nó cho. Đúng rồi, nó sấy. Nó được chưa sấy. Mày sấy hay nó đi, mày sấy hay nó rồi cho nó ra luôn. Đi đâu? Chọt nhỏ, trời ơi. Trời đâu quá. Ác quá sơn rồi. Chọt banh mẹ cái miệng rồi. Ngu chứ. Mưa này xuống rồi gắn nó hành nó rồi chạy nữa mà. Gắn nhỏ thì nhiều rồi. Rồi, bên dưới đầu rồi, chết mẹ các bạn rồi. Ui, ghê quá đi. Có em nó ra coi. Vậy mà còn chui vô dừa nó hay thiệt chứ. Có em ra coi. Đây, con thứ ba các bạn ơi. Vậy mà nó bắt đầu vô được hay thiệt. Lại mà luôn. Chú còn sống cho hỏi. Các bạn bắt ra nữa. Gì
này thôi 3-4 lần thăm mới dính nọt đó, hết biết. Cái bắt ra cho bạn coi, coi con này được mấy trăm gram đây. Cây chọt kìa, trời trời chui nữa hả? Mấy con này phái chui đầu hơn, con này phái nữa. Tay tay đẩy ra ra, con này phái chui đầu thiệt. Ừ, mấy ăn chuột luôn. Mấy ăn chuột. Dạ. Em thứ ba các bạn, mấy ăn chuột bụng chà bá nè. Trời ơi, ui trời ơi, đụng mấy giờ điện thoại. Gì? Vậy mà cái đầu còn ngon mày. Chọt chích mẹ cái đầu còn ngon. Ok bạn ơi, rồi bỏ vô đi thăm tiếp theo bạn ơi. Tranh thủ mưa tới chiều bạn ơi. Trời âm âm nè. Mưa nè. Đi chơi coi các bạn. Nè, tiếp theo bạn ơi. Một cục kìa. Một con hả? Ui, nó mổ. Con ngựa bạn. Kiếm con ngựa là ngon cơm ngọt canh này bạn ơi. Ui, mổ, ui, nó mổ. Đụng ra. Đụng mát nó thấy. Quá trời quá đất, tưởng đâu gì. Trời, hổ ngựa các bạn. Trời mưa lâm râm có hổ ngựa là ngon. Hổ ngựa bự à, hổ ngựa này cũng bự bự à. Chuyện ra là ba con hầm một nồi à. Đang chết nè. Hai con hay gì á? Không con à. Hai con. Đâu, coi ơi. Đúng má mày, hai con mày đứng cơ cãi. Vô hai con như vậy. Không con mày ơi. Con ngựa dài quá. Không con mày ơi, không ngựa con con. Thấy con cái đầu rồi, có hai con kìa. Đúng má mày, nhìn đứng luôn. Nặng chết ra, con này chừng... trên nửa ký á. Mét gửi chứ mày. Ừ. Nắng chết ha. Thôi mày bắt đi, tao đéo em bắt rồi, tao đéo có bao tài, cắn đau lắm. Hiểu. Đây đây, cầm đi, tôi quay bắt đây coi. Không có bao tài, nó cắn đau. Ồ, không có bao tay cắn đầu lắm. Bởi vậy. Thấy không? Ôi, kinh nguyệt vậy. Kiểu thơm là đây chứ đâu. Ây da, có một nồi gắn ăn rồi. Thằng khủng, thằng khủng. Nói chơi kiếm hổ ngựa mà có hổ ngựa thiệt là ơi. Vì nay là hầm gắn lên no rồi. Bánh mì, bánh mì. Ý, hổ ngựa. Lâu lắm rồi mới gặp hổ ngựa. Bánh mì phải có ba tê. Con này cũng được nặng nè, dài hòn à. Giờ sau coi tao tưởng đó hai con. Hai người có một con à. Bự mày. Bự mà. Nó bự thằng này chưa bự lắm. Ồ, gắn ra máu. Ồ, gắn này nó bự rồi nè. Nhìn nè nè. Thế chú. Không gần nha, tôi chồng nó vô. Trời ơi anh em. Chứ rồi nó mổ rồi em kỳ lắm. Trời ơi bắt gắn ngũ hành mà mất chồng nữa. Trời gì mới được anh em ơi. Người chắc. Ủa? Nó không độc mà nó mổ ghê quá. Như này chị ra. Hey. Quay. Tích vô. Tích vô. Đúng rồi. Má cái đuôi nè. Cái đuôi nó dậy 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 kìa. Đuôi quá. À, bạn ơi. Tới cái cuối cùng rồi. Cái cuối cùng không dính gì hết các bạn ơi. Cặp nhà. Giờ tới địa bàn nhà này. Không dính nữa. Mà trời thì mưa à. Mưa quá mưa à. Thôi thôi bạn ơi. Ngày hôm nay làm cũng khá khá hơn các bạn ơi. Đủ mọi hôm nay nhậu rồi. Các bạn nhớ đăng ký like ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.